Sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh, trường Trung học cơ sở Mào Khê 2 đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. 20 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học cơ sở Mào Khê 2 đã đào tạo, giáo dục, rèn luyện và cung cấp cho ngành những cán bộ quản lý giỏi, năng động, sáng tạo. Nhà trường cũng là một trong hai trường trung học cơ sở đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được công nhận đạt chuẩn quốc gia, là trường trung học cơ sở đầu tiên của thị xã Đông Triều được công nhận đạt chuẩn chất lượng cấp độ 3. Đến nay, nhà trường đã có bước phát triển về mọi mặt, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Nhiều học sinh đạt các giải thưởng cao trong các kỳ thi từ cấp thị xã, cấp tỉnh cho đến cấp quốc gia.